chưa có biết cái cách ăn như thế. Cho chúng ta xem cái cách ăn bò hào cho nó đúng cách nha cả nhà. À. Đó, vậy là mắc. Nó không còn cái loại mà. Em nha. Cái tô hào rất là nhiều hào luôn nha cả nhà. Một cái combo mà chỉ có 170.000 như vậy hai người ăn thì mình thấy là quá là hợp lý luôn. Sốt này mình ăn hết rồi. Ồ, hấp dẫn không cả nhà? Mà mình cảm thấy là đây là một cái món mà rất nhanh. À, cái thao tác này là thao tác cuối cùng cho em. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình vừa phát hiện ra một món mới khai trương tại thành phố Vĩnh Long luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái nơi đó nha. Một cái món này mình thấy là gần như là bán đầu tiên tại thành phố Vĩnh Long. Đó là lý do tại sao mình lại dắt cả nhà lại đi cùng mình đến cái quán này. Chúng ta đang đi trên đoạn đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. À, đây là cái đoạn đường mà nói về cái những cái quán nhậu đó bán khá là nhiều trên cái đoạn đường này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta xuất hiện lại một quán ăn theo dạng như là rất là bổ dưỡng và mới lạ. Đó là cái món bò hào sốt vô vô. Nghe tên thì cả nhà cũng có thể mường tượng là chúng ta sẽ thưởng thức các loại món ăn gì đúng không ạ? Đó là món bò nè, con bò ha, hào nè đó. Coi như là cái chất bổ dưỡng từ cái thịt bò đó. Kèm theo đó là cái món hào sẽ được kết hợp lại với nhau thông qua một cái sốt đặc biệt của cái quán, đó là bò hào sốt vô vô. Bây giờ thì chúng ta đang chuẩn bị tới quán nha cả nhà. Cả nhà có thấy là cái đoạn cái bóng đèn vàng bên tay trái không ạ? Đèn vàng bên tay trái đó là cái chỗ bò hào sốt vô vô mà chúng ta sẽ thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Đó, trước mặt cả nhà đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghé vào quán thôi. Hiện tại bây giờ là khoảng chừng 6:30 rồi nha cả nhà. Trời đã bắt đầu tối rồi. Hiện tại bây giờ là rất đông. Rất đông các thực khách đang chuẩn bị thưởng thức cái món mới và lạ ở tại Vĩnh Long. Giờ chúng ta sẽ tham quan một vòng trước nha. Ở đây thì mình xin nhắc lại với cả nhà nha, quán bò hào sốt vô vô nằm tại địa chỉ 128B, đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Hình như là theo như mình được biết là quán bò hào sốt vô vô này là bắt đầu bán từ trưa đó tới tối đó. Cái không gian thì ở bên ngoài ha, rất là thoáng mát, và không gian bên trong nhà. Sẵn đây thì cho cả nhà xem luôn cái không gian bên trong nha. Sau khoảng 5 phút chờ đợi thôi, mình thấy cái phong cách phục vụ của quán bò hào sốt vô rất là mau lẹ luôn nha. Thì em ấy đã đem ra cho mình một cái phần combo hai người, bò hào sốt vô vô. Đây cả nhà xem nè, đây là những cái thành phần gia vị thức ăn ở trong cái combo bò hào của mình. Rồi, em có thể trước tiên bây giờ em có thể là cho anh biết là cái này là gì không em? Là sốt tỏi của quán. À, cái đặc trưng đúng không? Dạ. Của quán ha. Còn cái nước chấm này là nước sốt mè. À, nước sốt mè. Còn bên đây là nước chấm hải sản. Có phải là muối tiêu xanh không? Dạ. À, còn cái này là kim chi. Dạ. Còn cái này là bơ. Bơ. À, còn cái này là gì em? Này có phô mai. Phô mai. Rau thì có kim châm, hành tây với đậu bắp. Ồ, rất là hấp dẫn phải không cả nhà? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sẽ thưởng thức để xem bằng cách nào đây. Bò hào, à vậy là chúng ta phải đợi một cái dĩa bò và hào ra nữa. Do lần đầu tiên á cái nhà, mình mới ăn cái món bò hào thôi. Mình chưa có biết cái cách ăn như thế nào là đúng. Bởi thành ra là mình đã nhờ một em nhân viên ở trong quán bò hào ha, để có thể là xin nhờ em ấy cho chúng ta xem cái cách ăn bò hào cho nó đúng cách nha cả nhà. À, em tên gì vậy em? Dạ em tên Trinh. À, chào em Trinh. Ở đây thì em Trinh, cái thao tác đầu tiên của em là cái gì vậy Trinh? Em quét bơ để bò vô. À. Dạ, thao tác đầu tiên của mình là mình phải chét bơ lên, đúng không? Dạ. À. Đối với những cái khách hàng mà ở đây ăn trong buổi khai trương ngày hôm nay đó em, dạ, là đa số là đều biết cái cách ăn hay là họ ra là em phải hướng dẫn thì họ mới biết? Dạ, bình thường nếu như ngày không ạ? Không kể ngày khai trương luôn thì tụi em cũng làm sẵn cho khách luôn. À, có nghĩa là vậy. Có nghĩa là khi mà em bưng ra, dạ, là em sẽ bắt đầu em sẽ làm luôn, dạ, để cho khách xem tại chỗ. Khách cũ tới ăn thì khách sẽ yêu cầu là tự làm. À.
Ở đây thì cái lượng bơ bao nhiêu là vừa em? Dạ 50g cho một bơ. À. Đó, vậy là bắt đầu sau đó là mình sẽ bỏ bò lên ha. Đó. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. À bò ở đây nó có hai loại hay gì em? Anh thấy một cái loại mà đỏ không, còn một cái loại mà giống như ba rọi vậy nè. Dạ bên em cái combo của mình nó có ba chỉ bò với lại nạc. Ba chỉ bò với nạc. Cái này là nạc đúng không? Dạ. Cái này là ba chỉ. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Vậy là mình sẽ bỏ bao nhiêu đó em? Dạ. Rồi sau đó ta. Còn cả nhà xem nha. Cái tô hào rất là nhiều hào luôn nha cả nhà. Một cái combo mà chỉ có 170 ngàn như vậy hai người ăn thì mình thấy là quá là hợp lý luôn. Bình thường thì cả nhà cũng biết là mình hay quay bài review cho cả nhà xem rồi đó. Là một cái con hào bình thường là bán giá thấp nhất ở Vĩnh Long là 6 ngàn. Ở trong cái combo này rất là nhiều luôn. Đó, cái sốt này rất là nhiều luôn nha cả nhà. Nguyên một cái chén thiệt là to luôn nè. Sốt này mình ăn hết thì có thể gọi nhân viên em lấy thêm cho mình. À. Phần sốt thì không tính tiền, à. Lại phần bơ. Phần sốt với phần bơ là không tính tiền. Dạ. Ok. Wow, hấp dẫn không cả nhà? Quá trời hấp dẫn luôn. Rồi sau đó là mình sẽ tới giai đoạn gì em? Mình bỏ ra. À, bỏ hành đúng không? Dạ. À. Hấp dẫn quá cả nhà. Đây là lần đầu tiên thì thành phố Vĩnh Long của mình mới xuất hiện cái món này. Mà mình cảm thấy là đây là một cái món mà rất đáng để thưởng thức, rất đáng để trải nghiệm. Vì mà sau khi mà cả nhà thấy không? Cái này là một cái chảo nhỏ đó cả nhà. Thì mình thấy cái số lượng thịt bò này và số hào vẫn còn rất là nhiều. À cái thao tác này là thao tác cuối cùng cho em. Dạ. Này là gì em? Này là phô mai. À phô mai sợi á hả? Dạ. À mình sẽ rắc lên trên như vậy. Dạ. Vậy là ở đây là đa số là mình phải ăn với bánh mì em. Dạ. À còn nếu mà khách hàng người ta muốn ăn với ăn bún mì rồi thì mình có không em? Dạ không. À có nghĩa là đặc trưng cái món này là phải ăn với bánh mì. Ok. Dạ bên đấy là bên em chỉ có bán một món thôi. À. Vậy thì bây giờ là mình đợi như vậy thì đợi chừng nào mình mới có thể là ăn được em? Để mình có nhìn cái gì để mình biết nó chín hay là gì không? Dạ, tí nữa, đợi khoảng 5 phút mình có thể trộn lên. À, khoảng 5 phút dạ. Là mình sẽ trộn lên. Cái phần hào sữa thì mình thấy nó săn lại là mình ăn được. Nếu như mình để lâu quá nó bị teo. À, còn bò thì sao? Dạ, bò thì mình để mình nhìn, có nghĩa là mình có cần trở ngược nó lại hay không? Dạ. Hay là mình vẫn có thể thưởng thức luôn? Dạ, mình chở được, nếu như mình thích ăn tái thì mình... À, nếu mình thích ăn tái thì mình ăn luôn. Dạ. Còn nếu mà mình kỹ hơn tí thì mình chở ngược cái miếng thịt bò lại đúng không? Rồi, vậy là theo em là bây giờ vậy ăn được chưa nè em? Có sôi quá rồi sôi nè em? Dạ, chưa. Vẫn chưa được? Dạ. À, vậy là chúng ta phải đợi phô mai này nó có tan chảy không em? Dạ, nó tan luôn. À, có nghĩa là nó tan, nó hòa quyện vô trong. À ok rồi, anh hiểu rồi. Vậy là khoảng đợi khoảng chừng chắc phải từ 3 phút đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn em Trinh, chào em. Hiện tại thì bây giờ cả nhà xem ha. Quán khá là đông khách rồi đó cả nhà. Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi. Vẫn còn những lượng khách đang vào rất là đông. Thì mình xin nhắc lại với cả nhà nha. Quán bò hào sữa sốt Yoyo nằm tại số 128B, đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Ở quán mới khai trương trong ngày hôm nay thôi. Số lượng khách bây giờ đang rất là đông luôn. Chuẩn bị là hết chỗ ngồi luôn đó cả nhà. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi. Thì sau khoảng thời gian tầm 3 phút thôi thì bây giờ cả nhà mời cả nhà xem cái chảo bò hào sốt Yoyo của mình nè. Cả nhà thông cảm nha, tại vì nãy giờ mình mắc chụp hình đó, thành ra nó sôi hơi bị nhiều nè. Đó, thành ra nó hơi, với lại cái bàn nó hơi nghiêng tí, thành ra nó đã chảy ra ngoài tí rồi nha. Thì giống như là nhân viên đã tư vấn rất là rõ ràng ha. Thì cả nhà có thể thấy là rau ở trên đây nè, nấm kim châm nè ha, đậu bắp nè. Rồi hào nó săn lại, có nghĩa là nó đã chín rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Bây giờ mời cả nhà xem lại nha, những cái món mà nước chấm. Đó. Này là như muối ớt xanh nè. Cái này là cái gì sốt gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nè. Trước tiên thì nói về những cái món mà nó sền sệt như vậy nè, mình muốn thử nhất á là cái phần nước sốt của nó.
có lẽ là mình sẽ lấy cái muỗng này đó, để mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cái nước sốt này chung với mình nha, để xem cái nước sốt này nó sẽ có vị như thế nào đây. Nè cả nhà xem nè, đó nhìn rất là hấp dẫn phải không cả nhà. Đáng lẽ theo như mà cách ăn á, thì chúng ta sẽ lấy bánh mì chấm cùng với cái nước sốt này, nhưng mà do là mình muốn thử luôn cái chi tiết á về cái mùi vị của nước sốt này, thành ra là mình sẽ khoan hay chấm bánh mì. Cái nhà xem nè, nước sốt này thấy không, bốc khói nghi ngút luôn. Cái cảm giác đầu tiên của mình á là cái nước sốt vô vô này đó, ở trong cái bò hào này đó, nó có một cái vị là cay nhẹ nhẹ, thơm nồng, cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua, nói chung là hòa quyện nhau rất là vừa phải luôn. Còn cái con hào á cả nhà, cái vị ngọt rất là thanh ha, nước rất là nhiều, nói chung là rất là ướt át luôn, nói chung là hào rất là ngon luôn, hào rất là tươi nha cả nhà. Cả nhà xem lại nè, một tô hào rất là nhiều con luôn, mặc dù là nhân viên nó bỏ lên cho đó khá là nhiều nhưng mà đây cũng vẫn còn rất là nhiều hào nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới gì, cái phần này là kim châm nha cả nhà. Ủa xin lỗi, nấm kim chi nha cả nhà. Đó, chúng ta thử như thế nào nha. Cái cải kim chi này á thì nó có vị cay là chắc chắn rồi ha, giòn chua chua nhẹ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần thịt bò nha cả nhà. Bây giờ để mình xem thịt bò ở đâu rồi. Đây, cả nhà xem chi tiết tí, cả nhà xem thịt bò nè. Bò này theo như mình thấy là bò Mỹ nha, mặc dù là mình đã để ninh ở đây khá là lâu rồi nha, nhưng mà cả nhà cũng thấy không, từng cái sớ thịt bò nè đó, nhìn nó rất là ngon luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dùng thử nha. Rất là nóng luôn nha cả nhà. Khi ăn tới phần thịt bò lắm cả nhà, mình bắt đầu cảm nhận được cái hương vị của cái bơ, cái độ béo của phô mai. Thịt bò thì với cái độ tươi dai dai mềm mềm và rất là ngọt luôn. Để mình xem thử coi có một cái miếng thịt bò nào khác không nha, tại vì mình thử là hình như mình thử ngay cái món cái miếng thịt nạc đó. Giờ chúng ta sẽ kiếm một cái miếng thịt ba đầu nha, thịt ba chỉ. Rồi có vẻ như là mình sẽ giảm lửa nha cả nhà. Cả nhà nên chú ý giúp mình nha, với như mình thấy rút cái kinh nghiệm đó là mình chúng ta phải nên giảm lửa khi mà nó sôi quá lâu và quá nhiều. Rồi mình lỡ tắt luôn rồi cả nhà. Rồi chúng ta thử luôn cái miếng bò này nha. Mình phải nói là cái sốt nó hòa quyện với cái bơ á, với cái phô mai á, với cái miếng những cái món miếng thịt bò tươi á với hào á, nó vô tạo ra một cái gia vị là rất là tuyệt vời cho cái món bò hào sốt vô này luôn. Vậy là mình đã giới thiệu xong với cả nhà ha, một cái địa điểm mới rất đáng để trải nghiệm và gần như là đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vĩnh Long, đó là bò hào sốt vô vô, tại địa chỉ là số 128B đường Trần Đại Nghĩa, phường 4 thành phố Vĩnh Long. Nếu cả nhà mà có muốn thưởng thức thử hay là có dịp về Vĩnh Long thì cả nhà hãy ghé chỗ bò hào sốt vô vô nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất.